Chào quý vị, chắc quý vị đã từng coi một cái clip mà Ly nói về bà Dương Thu Hương. Bà này thì ngày xưa trước giải phóng và sau giải phóng thì bà đóng phim ma ở trong Biệt Động Sài Gòn, và sau đấy thì bà ra khỏi đảng. Và bà nói chung là nói tóm tắt là bà này cũng như Bùi Tín. Ra khỏi đảng và sau đấy thì xin đi ra nước ngoài và ở lại bên đó và nói xuyên tạc chế độ và xuyên tạc về cuộc chiến thì cuộc chiến giải phóng miền Nam á. Rồi bà nói đặc biệt là khi bà ra nước ngoài thì được các cái thế lực phản động ở nước ngoài săn đón và phỏng vấn rầm rộ. Hiện nay ở trên mạng là có rất nhiều clip và những cái bài phỏng vấn của bà này, trong đó là những cái kênh như là của cái ông mà chống cộng mà Đinh Quang Anh Thái vân vân á, là phỏng vấn và đăng rầm rộ. Và bà đặc biệt bà xuyên tạc, bà chửi luôn cả bà chửi luôn cả cái chế độ và chửi luôn cả thời phong kiến luôn, bà chửi hết. Và bà nói là bà chửi luôn cả Khổng Tử vân vân luôn á. Thì trong đó bà nói một câu mà bà nói là sau giải phóng ngày 30/4 bà vào Sài Gòn và bà đã khóc khóc vì là thấy một nền văn minh đã thua một chế độ man rợ, và bà gọi chế độ cộng sản là chế độ man rợ. Thì bây giờ mời quý vị nghe một cái bài viết về bà này. Và bà này hiện nay thì lấy làm vợ một một kẻ trợ cơ, đó là Mạc Văn Trang. Mời quý vị nghe bài Dương Thu Hương, bộ mặt ngày càng tráo trở. Thì Ly xin nói với quý vị là hiện nay ở các bác ở hải ngoại, Ly nhờ cái kênh YouTube mà Ly quen được rất nhiều các bác ở hải ngoại, ở Pháp, ở Mỹ, và họ là đều người bên phía Việt Nam Cộng Hòa, thì họ lại rất là ủng hộ nhà nước Việt Nam, và họ cũng công nhận nếu không có cộng sản đó thì bây giờ đất nước có thể là bị Tàu chiếm, hoặc là nói chung là hoặc là bị công giáo hóa hết rồi. Tức là những cái người ở bên phía Việt Nam Cộng Hòa sau khi ra hải ngoại và họ mới nhận thấy được là nếu không có chế độ cộng sản đuổi đánh Pháp, đuổi Mỹ, đánh Tàu thì bây giờ có thể Việt Nam mình đã bị Tàu nó chiếm hoặc là cũng tan nát ra rồi. Cho nên họ mới ủng hộ nhà nước Việt Nam như vậy. Thậm chí có một bác ở bên Pháp, bác nói là kể cả bây giờ không có cộng sản thì bọn đạo Giê-xu hằng nhai sống Phật giáo á. Thì bây giờ mời quý vị nghe một cái bài viết này, rồi Ly sẽ tới đây Ly sẽ mở một cái live Ly nói đầy đủ hơn. Dương Thu Hương, bộ mặt ngày càng trơ tráo, đăng trên mặt trận thanh niên chống phản động. Bài này cách đây 11 năm rồi thưa quý vị, nhưng mà sắp đến ngày giải phóng miền Nam cho nên Ly mới đọc. Dương Thu Hương, mấy ngày gần đây trên một số website nước ngoài, Dương Thu Hương, tác giả những cuốn sách như Những Thiên Đường Mù, Bên Kia Bờ Ảo Vọng, tuyên bố sẽ xin ở lại Pháp. Người đàn bà ngày càng tỏ ra hồ đồ, điên dại này, dường như muốn trốn chạy sau khi bị dư luận trong ngoài nước vạch mặt làm bồi bút cho ngoại bang, chống phá đất nước, xúc phạm dân tộc mình để kiếm ngoại tệ danh vọng. Tức mà giờ bà về Việt Nam rồi thưa quý vị, về Việt Nam lấy thằng cha Mạc Văn Trang rồi. Năm 2002, báo Công an thành phố đăng loạt bài Dương Thu Hương, kẻ tự nguyện làm tôi tớ cho ngoại bang, để phê phán thái độ bán nước cầu vinh của Dương Thu Hương. Qua bài viết Tiếng Vỗ Cánh Của Bầy Quả Đen và loạt bài trả lời phỏng vấn của bà ta trên các báo ở nước ngoài, Dương Thu Hương đã hùa theo giọng điệu láo xược của kẻ thù, cho rằng Cộng sản Bắc Việt đã gây ra cuộc chiến tranh làm hàng triệu người thảm tử. Hương còn bắt chước bọn thực dân gọi tên nước ta là An Nam một cách miệt thị, gọi mấy ngàn năm bất khuất kiên cường của dân tộc ta là lịch sử bất hạnh của một dân tộc hèn mọn. Dương Thu Hương còn dùng những từ ngữ cay độc để xúc phạm những người đã hy sinh cho sự nghiệp chống ngoại xâm, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, Dương Thu Hương lại dùng nhiều lời lẽ thống thiết, hoa mỹ để trơ trẽn ca ngợi phương Tây, nơi đã tài trợ tiền bạc, những giải thưởng, danh hiệu ồn ào như chiến sĩ dân chủ, nhà văn đấu tranh vì tự do cho Dương Thu Hương.
Sau khi loạt bài báo nói trên phát hành, nhiều báo đài, website ở nước ngoài đã trích đăng lại như trang web RFA ở Pháp, trích dẫn lại nguồn tin của Pinacian rằng bà Dương Thu Hương đã bị báo Công an thành phố Hồ Chí Minh gọi là một kẻ phản bội quê hương, một tay sai tồi tệ nhất của các chủ nhân Tây Phương, khi mưu cầu danh lợi bằng cách bóp méo những đau khổ trên quê hương và nhạo báng tiền nhân như bà Hương đã làm, thì chuyện đó còn tệ hơn cả trộm cướp. Dư luận trong nước và bà con Việt kiều ở hải ngoại đã rất phẫn nộ trước hành vi vô liêm sỉ, bồi bút mạt hạng của Dương Thu Hương. Độc giả từ khắp nơi trong nước đề nghị xử lý nghiêm khắc Dương Thu Hương về tội phản quốc, xúc phạm dân tộc. Ngay những chiến sĩ dân chủ như HSB, Ly không biết người nào, NTG cũng không thể chịu nổi thái độ bồi bút đê tiện láo xược quá quắt của chiến hữu Dương Thu Hương. Chính bà Hương đã kể lại việc này trong bài trả lời ông Nguyễn Thanh Giang và các đại ca của ông như Hà Sĩ Phu, Ninh Bình ngày 17 tháng 12 năm 2005 đăng trên một số trang web ở hải ngoại. Trước làn sóng mạnh mẽ của dư luận trong và ngoài nước như thế, Dương Thu Hương đã gượng gạo viết một bài trả lời đăng trên một số website nước ngoài. Trong đó, bà ta thanh minh rằng báo Công an thành phố đã cố tình trích dẫn theo kiểu xào xáo siêu vẹo để gây hiệu ứng bất lợi cho Hương. Rồi nhiều người khác cũng làm tôi tớ cho ngoại bang. Sao báo Công an thành phố lại chửi rủa tôi? Hương lại giải thích một cách rất trẻ con rằng sở dĩ Hương phải lên gân như vậy vì sợ ám sát. Dương Thu Hương viết, sau khi bị báo Công an thành phố vạch mặt làm bồi bút cho ngoại bang, chống phá đất nước, ám thị, sợ ám sát của Hương càng dữ dội. Vì vậy, Hương đã gửi nhiều băng ghi âm cho các ông chủ ở phương Tây để nhờ họ tiếp tục công việc mà Hương chưa hoàn thành, làm cho đất nước Việt Nam ngày càng rối ren lệ thuộc vào ngoại bang, làm cho dân tộc Việt Nam ngày càng khốn cùng phải đi theo con đường mà Hương đã âu yếm gọi là tiếng dương cầm đánh thức khát vọng dân chủ của phương Tây. Vậy những điều to tát mà Hương gửi gắm trong hai cuốn băng ghi âm là gì? Theo chính Hương tự thuật, thì băng đó ghi lời nói của một Việt kiều kể rằng đã cho tiền ông X, một người mà Dương Thu Hương vô cùng thù hận, vì Hương cho rằng ông đã chửi Dương Thu Hương trong Đại hội Nhà văn Việt Nam năm 1989 tại Hà Nội, trong lúc ông ta lên nói chuyện với các nhà văn về tình hình thời sự trong và ngoài nước. Chỉ thế thôi, một lời nói vô thưởng vô phạt của một Việt kiều. Nhưng với một người quá ấu trĩ về pháp luật, quá ảo tưởng về mình, quá vọng ngoại, quá háo danh như Dương Thu Hương, lại cho đó là bằng chứng có thể lật đổ chế độ Cộng sản ở Việt Nam, nên vội vàng gửi qua Pháp, Mỹ, Tiệp, v.v. để khoe khoang ầm ĩ. Những ông bà chủ ngoại bang của Hương thừa biết tính chất tào lao của hai cuốn băng ghi âm Hương cho là bảo bối này, song vốn là những nhà giàu hào phóng với mục đích phá hoại Việt Nam, họ không tiếc chút tiền mọn để vỗ về một bề tôi trung thành. Hương đã được tài trợ tiền bạc để thong dong đi Mỹ, đi châu Âu. Tại các nơi này, sau vài bữa ăn miễn phí, có thêm chút bơ sữa, Dương Thu Hương đã hùng hổ nói nè, dân tộc Việt Nam chưa bao giờ biết sống cho tử tế, người Việt Nam chưa bao giờ có ý thức tự do, chưa bao giờ đủ trí khôn, đủ khát vọng để sống. Tôi phải dạy dân tôi thoát khỏi đời sống lầm than man rợ, đó là Dương Thu Hương nói. Dương Thu Hương trả lời phỏng vấn của Đinh Quang Anh Thái đăng trên tờ Việt Thai, các số ra từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4 năm 2006. Chuyện tiếp theo, ông Trịnh Lữ, một người Việt Nam đang làm việc tại Liên Hiệp Quốc, đồng thời là dịch giả, đã trực tiếp có mặt trong buổi đối thoại giữa Dương Thu Hương và các nhà văn khác quốc tịch tại New York, Mỹ ngày 30 tháng 4 năm 2006, đã viết bài tường thuật đăng trên tờ báo Lao Động, ra các ngày 9, 10 tháng 5 năm 2005. Dưới ngòi bút của Trịnh Lữ, Dương Thu Hương trong liên hoan văn học quốc tế này hiện lên vừa hồ đồ vừa đần độn. Tác giả đã phải dùng đến chữ
ngu đần để nói về cái tầm của Dương Thu Hương trước các đồng nghiệp quốc tế. Trên trang web của BBC ở nước của BBC của Anh cũng đăng loạt ý kiến bày tỏ sự bực bội chán ngán của độc giả khi đọc xong bài Sự Cứu Rỗi Cuối Cùng của Dương Thu Hương. Họ cho rằng Dương Thu Hương không hề biết gì về lịch sử các tôn giáo nhưng đã bịa đặt vu khống xúc phạm Thiên Chúa giáo. Ý kiến khác thì mỉa mai, cứ tưởng in được vài cuốn sách được xuất ngoại sang Mỹ là chuyện ghê gớm cành càng lắm, nên Dương Thu Hương đã quá lộng ngôn, bà là cái gì mà đòi dạy cả dân tộc. Trích ý kiến của Quốc Vinh, Sanjo, Đoàn Hậu, Hải Phòng, Đức, Hà Nội. Tức là họ trích cái câu là bà là cái gì mà đòi dạy cả dân tộc, là trích ý kiến của ba người, một người Quốc Vinh ở Sanjo, một người Đoàn Hậu ở Hải Phòng và một người tên Đức ở Hà Nội. Trên phần Việt ngữ BBC, hoặc với thái độ chống cộng cuồng điên thế này, để Việt Nam trong tay những kẻ ở hải ngoại thì dân tộc chắc chắn lại tắm thêm máu. Nhưng đừng mơ. Đó là Nguyễn Hồng trên website DCV 11 tháng 5 năm 2006. Còn trên tờ Việt Wiki ra ngày 4 tháng 5 năm 2006, Nguyễn Mạnh Cường, một nhà báo người Việt, đã nhận xét như sau. Nghe Dương Thu Hương trả lời phỏng vấn đài NSR, tôi rất chướng tai gai mắt trước thái độ ngày càng hung hãn, ngạo mạn, điên loạn của Dương Thu Hương. Chúng tôi buộc phải đưa ra vài dẫn chứng để làm rõ bộ mặt thật của kẻ bôi bút không còn lương tri này. Đó là nói về Dương Thu Hương nha quý vị. Cái con mẹ này bây giờ nó lại mò về Việt Nam, bây giờ nó hết, nó cũng như Bùi Tín đó quý vị. Bùi Tín sau khi chết thì có nguyện vọng đưa tro cốt về Việt Nam. Và bây giờ con mẹ này nó hết giá trị sử dụng rồi, không còn hiệu ứng nữa, cho nên nó lại về Việt Nam. Nó lại về Việt Nam lấy thằng cha Mạc Văn Trang, hai đứa lấy nhau, mà hai đứa này chống cộng điên cuồng. Mời quý vị nghe tiếp một bài nữa nhé. Kết cục tồi tệ của kẻ phản bội Tổ quốc 6 năm trước, đăng 6 năm trước ở trên Tổ quốc Việt Nam, cũng nói về con mẹ Dương Thu Hương này. Dương Thu Hương từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng do thoái hóa về phẩm chất chính trị, lại thường xuyên chịu sự tác động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực có tư tưởng hằn thù tiêu cực với nhà nước ta từ bên ngoài, nên đã sáng tác các sản phẩm văn chương có nội dung dung tục, tinh thần đi ngược lại cảm hứng thời đại. Khi đó là niềm hăng say phấn chấn của công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển đất nước của toàn thể dân tộc ta, như Bên Kia Bờ Ảo Vọng, Những Thiên Đường Mù, Tiểu Thuyết Vô Đề và Trốn Vắng. Đó là những cuốn của nó viết á. Trong tháng 4 năm 2006, Dương Thu Hương trong lần sang Paris, Pháp dự một hội nghị văn bút quốc tế đã cam tâm trốn ở tiếp tục tiến hành các hoạt động chống phá đất nước cho đến tận thời điểm hiện tại. Mơ về viễn cảnh được các thế lực ở nước ngoài hậu thuẫn tiền, vật chất, o bế, tung hô như người anh hùng trong mắt bè lũ phản động đồng đảng với thị. Tuy nhiên, cũng từ thời gian đó đến nay, người Việt Nam trong và ngoài nước cũng chẳng ai còn đoái hoài nhớ đến thị. Một phần bởi thị chính thức bị các thế lực bên ngoài từng hậu thuẫn tung hô mình là nhà dân chủ, nhà văn lỗi lạc, bỏ rơi, bởi thị không còn giá trị để họ lợi dụng làm công cụ hoạt động chống phá nhà nước ta. Phần còn lại, thị bị chính bè lũ phản động đồng đảng với mình dè bỉu, cô lập, thậm chí khinh thường do chính bản chất cơ hội gió chiều nào xoay chiều đấy của mình. Mới đây, nhân sự việc Dương Thu Hương trình bày quan điểm của thị về những vấn đề liên quan đến cuộc chiến Bắc Nam cũng như những hệ lụy của nó sau 40 năm ngày trước Việt Nam hoàn toàn thống nhất và độc lập, bằng một đoạn hội thoại trả lời phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do, lập tức thị đã bị bè đảng phản động ở bên ngoài chửi bới, móc máy, khinh miệt không thương tiếc. Cụ thể, một ký giả có bút danh Trần Diệu Chân
tự nhận là một thành viên lâu năm của tổ chức phản động Việt Tân, đã viết bài đăng trên RFA có nội dung chửi bới Dương Thu Hương như sau. Thứ nhất, một nhà văn tranh đấu như bà ta đã có một thời gian dài ở hải ngoại từ 2006 tới nay, nhưng rất tiếc vẫn chưa nhìn ra tính công bằng của thế giới tự do, văn minh. Đó là khi phát biểu hay viết điều gì thì cần phải tham khảo, nghiên cứu cho kỹ. Thứ hai, mặc dù sang định cư tại Pháp khá lâu, nhưng có lẽ bà ít có dịp giao tiếp với môi trường đấu tranh của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ngoài Paris như Hoa Kỳ, Gia Ná Đại, Úc Châu, v.v. Nên bà ta đã có cái nhìn rất sai lệch, từ đó các phát biểu của bà mang đầy cảm tính thiên kiến và vơ đũa cả nắm. Sau cùng, các phát biểu của bà Dương Thu Hương đã được Đài Á Châu Tự Do, viết tắt là RFA, phát thanh hôm trung tuần tháng 3 năm 2015 và đã gây ra nhiều sự phẫn nộ trong cộng đồng. Trong tinh thần tôn trọng sự thật, công bằng và lẽ phải, chúng tôi mong đài RFA sẽ cho loan tải bài phản biện này trên hệ thống của quý đài. Đó là lời trích. Có lẽ tấm gương đen tối của Dương Thu Hương chính là bài học đắt giá cần tham khảo cho những kẻ háo danh muốn ôm chân đế quốc nên đã phản bội lại tổ quốc để thỏa mãn nhu cầu vật chất hèn hạ của cá nhân. Đây con mẹ đó đây quý vị, để ly cho quý vị coi con mẹ đó đây. Để nhìn cho kỹ, mấy hôm nữa Ly rảnh Ly sẽ mở một cái like cho quý vị nghe một đoạn nha. Nó trả lời phỏng vấn này cứ. Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Kính thưa quý khán giả, nhà văn Dương Thu Hương là một cây viết nổi tiếng đối với độc giả từ Việt Nam cũng như là nhiều quốc gia trên thế giới. Vào những năm 1986, tác phẩm của bà được gây chú ý nhất đối với độc giả Việt Nam đó là cuốn Thiên Đường Mù. Sau đó một loạt những tác phẩm khác ra đời, mà phải kể đến cuốn Tiểu Thuyết Vô Đề, hay còn một cái tựa khác là Khải Hoàn Môn. Cách đây 9 năm thì nhà văn Dương Thu Hương đã qua thủ đô Paris của nước Pháp để sống lưu vong. Và đây là thời gian bà trước tác rất nhiều sách đã được nhiều nhà xuất bản ngoại quốc dịch ra tiếng bản xứ. Thí dụ như tiếng Pháp, tiếng Phần Lan, tiếng Đức, tiếng Na Uy, vân vân. Và hiện nay bà dành trọn thì giờ để viết và tiếp tục có những trăn trở, thao thức và đóng góp cho con người và đất nước Việt Nam ngay tại quê nhà của chúng ta. Hôm nay những ngày giữa của tháng 8 năm 2015, chúng tôi hân hạnh được thư chuyện với nhà văn Dương Thu Hương ngay tại căn nhà bà sống tại Paris. Xin kính chào bà Dương Thu Hương. Thưa bà, trong 9 năm vừa qua, kể từ lần gặp gỡ đầu tiên và phỏng vấn bà cho tới hôm nay đó, thì đời sống của nhà văn Dương Thu Hương tại Kinh Thành Ánh Sáng Paris ra sao? Kinh Thành Ánh Sáng Paris, đấy là cái danh từ mỹ miều là dành cho rất nhiều người sung sướng. Còn tôi thì chắc tôi không có số phận của một người sung sướng, cho nên tôi thấy ở Paris thì cũng như ở bất cứ nơi nào khác thôi. Tôi cũng, hoặc là nói một cách cảm xưng là rừng rưng, mà hoặc là nói một cách nó chính xác hơn là tôi cũng không thấy có cảm giác gì đặc biệt. Nếu bắt chước một cái cách nói của văn hào người Nga là Alexander Solzhenitsyn khi viết cái cuốn Một Ngày Trong Đời của Ivan Denisovich ấy, thì 24 giờ đồng hồ của Dương Thu Hương tại Paris như thế nào hiện nay? 24 giờ của tôi thì nó liên tục, hoặc là viết, hoặc là làm vệ sinh nhà cửa, hoặc là giặt giũ quần áo, hoặc là chạy đi mua cái gì đấy để có thể khỏi chết đói, hoặc là làm bếp. Mặc dù là tôi làm bếp rất là dở và tôi rất ghét nghề làm bếp, nhưng mà thôi thì sống một mình thì đành phải nuôi thân vận. Thế đó quý vị, đó là rồi Ly sẽ có một cái like để gửi đến quý vị sau ha, tại vì Ly có cuộc gọi. Kính chào quý vị.